sáng sớm thức dậy tự nhiên thấy mình quá đẹp trai. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tiếp tục trở thành người khổng lồ cao 2m. Các bạn thấy mình cao không? Hiện tại mình vừa mới ngủ dậy luôn nè các bạn, vừa ngủ màu đỏ 3D nè các bạn ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ vào đây để làm gì các bạn biết không? Đó là tham gia sự kiện của game, đó là đi tìm quả trứng phục sinh nha các bạn ơi. Thì trong cái thế giới này sẽ có rất là nhiều quả trứng phục sinh độc lạ bình dương, và mình sẽ cố gắng đi tìm những quả trứng đó để hoàn thành sự kiện nha. Nhưng mà trước tiên là cho mình xin phép là mình đi toilet cái đã các bạn. Từ vô, ui, đấm bể cửa luôn đây, có toilet nè các bạn ơi. Vô mà đi toilet cái đã chứ, sáng giờ chưa đi toilet, hơi đau bụng tí. Sau khi đi toilet xong rồi thì bây giờ mình sẽ cầm toilet lên và chọi luôn các bạn ơi. Chà, ghê chưa, chọi cái nhà muốn gọi là muốn bể luôn rồi các bạn. Tiếp tục chọi tiếp các bạn à. Nhầm lộn cái bàn nè, trời ơi, tan nát nhà của mình luôn rồi. Nhưng mà mình sẽ lượm cái toilet này lên cái đã. Không phải là cái ghế này mà là cái toilet mà men. Đây, cái toilet này các bạn. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nha. Trời ơi, kẹt rồi các bạn à. Giờ sao đây? Ra ngoài nè, trời ơi, tan nát nhà luôn các bạn ơi. Khoan, đi là nhớ lượm mấy cái này nha các bạn. Đây là những cái chúng ta có tiền. Rồi bây giờ thì mình sẽ công cuộc đó là what gì đây? Lùm. Thiên thạch vừa mới rớt vô cái nhà này. Trời ơi, tan nát nhà luôn các bạn. Và đây chính là một cái huy hiệu. Đấy, người đàn ông mạnh nhất. Yeah. Cái nhà an toàn đằng kia các bạn còn nhớ không? Có một đứa đã leo vô trong rồi các bạn à. Mình cũng phải leo vô trong đó mới được. Không thể nào mà gọi là ở ngoài đây được các bạn. À, trong nhà có quả trứng kìa. Hàng gì nó vô trong đó. Mình phải nhanh lên để mình lấy quả trứng các bạn ơi. Nhưng mà mình có lên được hay không đây? Leo lên. Ấy à, ui, không được rồi. Em ơi, giúp anh em ơi, đứng ngay đây nè. Để anh leo lên, anh vô trong. Các bạn thấy ở trong nhà không? Đây, nó có một quả trứng ở trong nhà này các bạn ơi. Mình cần phải có 500 anh em hỗ trợ mới được. Giúp anh. Đây, rồi đứng lên trên. Đúng rồi, đứng lên. Rồi, quá, yeah, tuyệt vời. Và bây giờ thì vào trong thôi các bạn ơi. Trước tiên là đấm cho bể tường nè. Mình đang... Wow, trong đây mấy ông này to quá các bạn. Nhưng mà sẽ không đánh nhau với mấy người này đâu. Tại vì mấy người đó cao hơn 2m nữa các bạn. Mấy ông bộ to hơn mình mà. Mình sẽ đi lấy nguyên quả trứng các bạn ơi. Ê, đừng đi theo em. Em biết gì đâu. Đây các bạn ơi, đây là những... Ui, khoan, cái máy này điều khiển được không? Hình như là không đi. Ui, cầm cái máy lên chọi các bạn. What, quá trời tiền đúng nè. Ngon, đây quả trứng đầu tiên mà mình đã tìm được nha các bạn. Rồi, quả trứng này có gì đây? Khui. Trời ơi, X10 gọi là trái mìn các bạn à. Xịn sò, ngon lành canh đao. Rồi bây giờ tụi nó đang đánh nhau đúng không? Tưởng mấy anh khổng lồ mấy anh ngon hả? Tôi cũng gọi là người khổng lồ vậy. Tuy là tôi không khổng lồ bằng mấy anh, nhưng mà tôi ném mấy anh là mấy anh gục liền, thấy chưa? Nè, tôi đấm mấy anh là mấy anh sợ liền. Nè, nằm im đó, từ nằm im đó. Đúng rồi, nằm im đó đi. Mình mới lượm được trái mìn này. Ê anh ơi, tôi vừa mới cứu anh luôn á. Tôi vừa mới cứu anh một mạng luôn mà anh đánh tôi à. Đây, hai cái anh này vừa mới cứu anh một mạng. Tan biến luôn. Cái trái là mình lượm trái trứng được nè các bạn. Ném chúng một cái là tan biến luôn á. Nè chạy đi. Chạy đâu con sâu, tan biến luôn. Quá mạnh dữ. Rồi bây giờ mình sẽ tương tác với cái này để trở thành người khổng lồ. À, rồi, đấm bể tường luôn anh em ơi. Ra ngoài nào. Bây giờ anh đã thành người khổng lồ rồi các em à. Anh sẽ cần ra ngoài đây. Hai đứa kia muốn gì? Mình sẽ tặng cho nó một trái mìn. Hai đứa kia xin vĩnh biệt cũ. Thôi tìm trứng thôi các bạn ơi. Trời ơi, thêm một quả trứng nữa nè các bạn. Khui xem quả trứng này có gì. 5.000 cái cục này, ngon lành canh đào luôn. Uầy, ở trong mấy cái khu rừng này mình thấy có đồ nè. Ê, được nha. Đây. Cái mình đang cần nè các bạn. Lụm, đấy. 7/12 rồi các bạn ơi, xịn sò luôn. Ủa, trong đây cũng có nè. Rồi, ngon. Này thì nè, không được, mình sẽ chơi sức mạnh bùng nổ. Bùng nổ nè, ghê chưa. Lụm, từ, bùng nổ cái nữa. Bùng nổ nè, lụm. 8/12 rồi các bạn, ngon lành cành đào luôn. Ê, có trứng nè. Mở ra coi. Cộng 5 thiên thạch. Quả trứng này nó sẽ cho mình rất là nhiều đồ nha các bạn. Và mình đã gọi là... Từ. Ui, thanh niên kia giống con figure vậy. Con tượng các bạn. Quả trứng này có gì đây? 5 cái này à. Ê, từ đã. Trốn vô. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái này để cho gọi là hả figure này ra đi luôn các bạn ơi. Nè. Chạy đâu nè, trời ơi. Ôi, cái trái mìn này nó mạnh lắm nha các bạn. Nó ném vô nhà một cái một thôi các bạn nhìn nè nha. Nó hút luôn cái nhà các bạn. Wow. Trời ơi, tiền. Từ, lụm, 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 lụm,
lắm, không thể bỏ lỡ được, không thể bỏ lỡ được, tiền nhiều lắm các bạn ơi. Rồi ok, đây đây, thanh niên này không biết gì hết nè, không biết gì nè, không biết gì thì xác định luôn em ơi. Trời ơi, đã thì các bạn, cái này rất là xịn luôn các bạn ơi. Đây 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 đây, ê hello, ui, thanh niên mặc đồ đẹp vậy. Ui, thanh niên biết mình nè, anh Len nè các bạn, mặc đồ đẹp gớm. Wow, đây, bây giờ mình đã tìm được thiên thạch nè, mình sẽ cho thiên thạch rớt xuống nha các bạn. Ơi, mình ăn thiên thạch vô. Wow. Thanh niên ghi bại luôn. Anh em, xúm vô lượm thiên thạch anh em ơi. Ui, hai thiên thạch rớt cùng một lúc luôn các bạn ơi. Mình lỡ tài mình làm hai thiên thạch rớt cùng một lúc. Anh em đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Được rồi. Đúng rồi ha. Từ từ đã. Tụi nó lụm đi. Để tụi nó lụm đi, mình sẽ tỉ tụi nó đi một bước luôn. Lụm đi. Lụm của anh đâu có dễ đâu các em, đâu có dễ đâu các em. Cái này là phải giành nhau nha, tại vì đây là một cái event, sự kiện này rất quan trọng các bạn. Ui, thế giới này là của anh. Rồi, lụm. Cả thế giới này là của mình rồi các bạn ơi. Quá trời luôn nè, còn một cái nữa, từ từ lụm, từ từ mình phá vỡ ra. Bây giờ mình lụm trước đi, mình phá vỡ ra sau. Đấy, trời ơi, lụm không kịp luôn nè, nó biến mất nè, thấy chưa. Rồi, tiếp tục. Thiên thạch này ngon các bạn ơi. Thiên thạch này là mình gọi là mình ăn vô cái nó rớt ra cho mình. Trời ơi. đứng dậy lụm lẹ. Lụm vô. Ôi mấy thanh niên kia lụm. Ăn ké hả? Đừng ăn ké hả? Không có đâu, không có cửa đâu em ơi. Không có cửa ăn ké của anh đâu. Đừng nha. Đi chỗ khác chơi, đừng có lụm của anh. Ây da, đấm mình cay thế nhờ. Từ từ. Mình sẽ cho nó. Đây. Trái mìn gọi là hố đen nè, bu vô. À, trốn kịp á, chứ không mình xác định nha. Rồi bây giờ tiếp tục đi tìm trứng đi các bạn ơi. Mình dám chắc với các bạn là ở trên cái chỗ này sẽ có cái gì đó. Mình sẽ lên đây. Ồ, có lính các bạn ơi. Có mấy tên lính ở trên này nè. Ở trên này có lính canh nên là mình sợ một mình solo không lại. Ây da, cao vậy. Lên. Đây có trứng không? Ở trên này không có quả trứng nào hết ta. Cay quá ta. Được rồi, nếu mà lính canh đông như thế này á thì mình sẽ cho lính canh. Đây, hai tên lính canh này á, chỉ cần một trái mìn thôi là hai tên lính canh này xác định luôn. Một tên, rồi tên này sao đây? Ý tên này hiền các bạn ơi, không làm gì mình, đá hư rồi. Tên này hiền không làm gì mình các bạn. Yeah. Ơi nhưng mà cái tòa lâu đài này nó sẽ làm gì mình đó nha. Ây da, biết ngay mà. Thấy gì chưa? Ây da. Được, mình sẽ cho nó nổ tung luôn các bạn. Hút vô. Hút cái này vô. Ê, cẩn thận em ơi. Trời ơi, cẩn thận rồi mà. Ui, phá xong cái lâu đài này thì được một quả trứng nữa các bạn. Làm ơn cho cái đồ xịn tí đi. Lại tiếp tục thiên thạch nữa. Vậy thôi, mình sử dụng tiếp. Thôi đừng đánh anh. Để anh cho cái chỗ này nó nổ cái. Đừng có đánh nữa. Stop đi. Làm gì vậy? Thanh niên này bị làm sao nha? Bị mát sao mày? Được. Muốn đánh thì anh cho đánh. Nổ nè, cả đám luôn. Mệt quá vậy cho lẹ các bạn. Cho anh mượn cái xe em ơi. Rồi, let's go. Bye bye, đi đây. Không đi chung với mấy đứa này nữa. Mấy này nó phá mình quá. Mình sẽ không đi chung với nó nữa. Mình sẽ đi một mình thôi. Let's go. Trong người ta, các bạn để ý nhìn giùm mình nha. Trong đây nó sẽ có những cái bức tượng nha các bạn. Wow. Ê, đúng rồi. Mình đã có cái trái bom hủy diệt này các bạn đây. Vậy thì bây giờ mình sẽ thử ném vô cái hàng rào này xem coi nó có hủy diệt cái hàng rào này không. Ê, nhầm. Go. Xong nó hủy diệt cái xe của mình luôn. Ê. Ủa cái này nó bị sao bạn? Mỗi lần mình ném á, nó sẽ không có ném liền nha các bạn. Đó, nó sẽ bay ra từ từ nên mình không có điều khiển được. Rồi vậy là không được rồi, hàng rào này bắt tử rồi các bạn ơi. Thôi đi tiếp. Đâu rồi, trong rừng này có gì không có đá? Từ từ đã. Không có, ơi nhìn tính ra đi xe vô đây hơi khó nhìn nha. Nhưng mà đi xe nó lẹ hơn, đi bộ nó lâu lắm bạn. Chắc là không có nhiệm vụ rồi, không có rồi các bạn ơi. Mình lượm xong cái đó hình như là được nhiệm vụ hoàn thành hay sao ấy. Ây trời ơi. Sao mà hên như vậy? Ngon lành canh lành. Rồi được rồi. Lượm thế nào? Ok, hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chúng ta sẽ được. Trời ơi, ít 10 cái gì các bạn? Ít 10 cái thiên thạch. Mình đâu cần cái thiên thạch này đâu. Thiên thạch này bây giờ nào mình ăn vô nè. Tụi nó lượm hết à. Tụi nó không có chừa cho mình đâu, nó lượm hết à. Nên là cay lắm bạn. Rồi đấm đi em, đúng rồi, đấm đi, đúng rồi, đấm đi em. Đấm cho nó nổ đi, đấm đi. Đúng rồi, lụm thôi. Trời ơi, tiền quá là tiền luôn anh em ơi. Tiền quá là tiền luôn, cái này của anh. Của anh mà mấy đứa có biết gọi là hả của người khác không? Đừng nên hôi của chứ. Tụi này không ngờ nó lại giống mình. Ở lộn, nó lại hôi của đến như vậy các bạn à. Chán thiệt chứ. Được rồi, bu đây. Bu vô đây nè, lắc quá các bạn ơi.
thiên thạch cái nữa coi. Mà sao mình ăn cái thiên thạch rớt xuống ta? Ui, mình ăn cái thiên thạch từ trời rớt xuống nè các bạn nhìn nè. Để mình ăn cái nữa coi. Được không? Đây, mình đang ăn nè. Đây ăn vô cái nè. Thiên thạch từ trời rớt xuống kìa. Ui rớt trên đây luôn nè, dướng dướng trên đây rồi. Hai cái thiên thạch của mình dướng ở trên kia rồi. Trời ơi. Không sao không sao. Ở đây nó cho mình thiên thạch nhiều lắm bạn. Bây giờ muốn tìm quả trứng nhanh á thì chúng ta chỉ có việc đấm vô tường thôi, đấm đá vô tường thôi các bạn. Hoặc là ném mìn nè. Đây, mình sẽ ném gọi là mỗi cái nhà một cái mìn. Vô. Vô. Rồi nổ. Đó, dày nó mới ra nè. Coi có không? Không có rồi các bạn ơi. Tiếp tục qua nhà khác. Đây, nhà này có thằng núp nè. Ấy có này, có này, có này thấy rồi. Ui giời ơi. Ôi mừng quá, mừng quá. Ôi mừng quá, mừng quá. Nhảy ra, nổ. Nổ. Boom. Ủa chứ mìn của mình đâu rồi? Trời ơi, nó bị xì rồi các bạn ơi. Nó bị xì rồi, nó không nổ. Bị lép. Người ta hay nói là bị lép các bạn. Nổ. Đó, cái này nó mới nổ nè. Không có gì ta. Ném banh toilet luôn mà không có gì hết. Đây có một cái nè. Ngon lành. Quay à, quay à. Không biết là cho gì đây, 5.000 cái gì đi. Bơm dính các bạn à. Bơm dính là trái bơm là trái bơm hẹn giờ chứ phải bơm dính. Rồi, lui ra. Hút nè các bạn nhìn nè. Đó. Chuẩn bị nó hút nè, từ từ nó hút nè. Rồi. Hút ghê lắm bạn, nó hút gần nửa cái nhà luôn. Wow, nó hút quá ghê luôn bạn ơi, thêm cái nè. Rồi lui ra, lui ra, lui ra. Ấy, có chuyện hút mình, có chuyện hút mình. Nó hút mình luôn rồi. Trời ơi. Ghê chưa? Trái mìn này nó ghê lắm bạn. Đấy. Rồi đứng dậy, đứng dậy. Nãy giờ tính ra là mình đã đủ 45, 50 ngàn rồi. Nhưng mà mấy đứa này nó quậy quá. Mình không có làm được gì hết. À ha, bây giờ mình làm thiên thạch đi. Mình ăn thiên thạch cho nó rớt xuống đi các bạn. Rồi sau đó mình sẽ để cho mấy đứa kia nó gọi là lấy giùm mình. Đây. Giúp em anh cái em ơi. Đây, để anh nhặt tiền nha. Để nhặt tiền nha. Rồi vô 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 vô. 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 Rồi, né ra đi anh, đi anh. Đi ra hết đi, đi anh lụm. Đi anh lụm, đừng có lụm. Anh đang cần tiền mà mấy đứa. Rồi. Thử coi. Lên. Ú, được 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 được. Vậy cũng ngon. Nhưng tạm thôi các bạn ơi, cũng phải là ngon lắm đâu. Mấy đứa kia. Trời, thanh niên nạn trai mặc váy rồi. Ảo vậy. Vô. Wow. Rồi mấy đứa vô. Ui. Nó không biết đây là hàng rào laser hay sao mà còn lũi vô nữa. Được, bây giờ mình sẽ vô đây mình phá đảo thế giả luôn. Cánh cửa nè. Cửa này hơi cứng nha. Được, bây giờ mình sẽ cho nó cứng hả. Cứng bằng cái trái mìn này hay không. Đây, hút vô hết cho anh. Hút vô. Đói, nhìn nó hút nè. Đó. Thấy chưa, cứng sao bằng anh được. Rồi, lậm vô. Hết tiền rồi các bạn ơi. Bây giờ vô đây chỉ có việc là gọi là hạ biến hình thôi. Let's go. Wow, anh to chưa các em? Các em đã thấy anh to như thế nào chưa hả mấy em? Ngon chưa? Anh to nè, đâu để mình thử phá cái hàng rào này bằng cái bom quỷ diệt này được không? Nổ. Không được luôn các bạn ơi. Không xi nhê. Không xi nhê các bạn à. Đây, anh to lắm mấy đứa ơi, anh to nè. Ôi ôi, dậm chân vô cái đó rồi.